Tạm thời hãy bỏ qua rồng băng với rồng lửa đi. Hôm nay sẽ test thử hai em chơi bom. Liệu em nào sẽ chọi hơn? Mỗi em sẽ được dùng 4 plan food với mức độ khó. Bắt đầu nhé. Round 1. Dùng 3 plan food. Dùng 1 plan food. Round 2. Vẫn 3 plan food. Tỷ số đang nghiêng về bom gạo tuyệt đối. Tiếp một round nữa, round này khó à nha. Round cuối. Căng quá, không biết đếm nhiêu năm sáu cái gì ấy. Để hình đây và không nói gì.